Xin chào các bạn, đèn là một trong những thiết bị không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Và với một ngôi nhà thông minh thì nó còn đòi hỏi nhiều hơn của một chiếc đèn thắp sáng. Do vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những sản phẩm đèn thông minh giúp ngôi nhà của bạn trở nên hoàn hảo và tuyệt vời hơn. Sản phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là đèn LED cảm ứng thông minh LED Sensor Lamp. Đây là thế hệ đèn mới thông minh tiết kiệm điện năng nhờ khả năng phát hiện chuyển động, từ đó ánh sáng từ đèn cảm biến sẽ sáng hơn và thời gian sử dụng sẽ lâu hơn. Chiếc đèn cảm biến thông minh hoạt động thông qua công nghệ BIR có khả năng tự nhận dạng chuyển động và bật đèn. Chiếc đèn sẽ tự động bật sáng khi phát hiện có người đến và tự động tắt đi khi có người đi qua. Với chiếc đèn thông minh LED Sensor Lamp này, người dùng có thể ứng dụng ở nhiều địa hình khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là chúng ta lắp đặt trong các cái ngăn tủ kín như là quần áo, nhà vệ sinh hay là các khu hành lang. Ngoài ra, nếu mà bạn muốn chiếc đèn của bạn sáng liên tục thì có thể gạt nút on trên thiết bị để bật. Trường hợp này bạn có thể sử dụng chiếc đèn như một chiếc đèn pin bình thường. Sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là đèn LED cảm ứng chuyển động Olmay 7W. Sản phẩm này thì có thể ứng dụng ở nhiều vị trí như là sân sau, ban công, nhà vệ sinh, đèn cửa, đèn hành lang, gara ô tô và cả ở những nơi những bóng đèn khác không lắp đặt được, đó là đèn LED cảm ứng chuyển động. Đây là bóng đèn LED đầu tiên trên thị trường Việt Nam tích hợp sẵn cảm biến radar, vi sóng và cảm biến ánh sáng. Đèn sẽ bật khi trời tối, khi phát hiện ra chuyển động. Bạn không cần trang bị thêm cảm biến radar hay là cảm biến cho hệ thống chiếu sáng nhà bạn nữa, bởi đèn LED cảm ứng chuyển động ánh sáng Olmay đã đủ thông minh và tiện dụng rồi. Điều này cũng giúp không gian nhà bạn gọn gàng hơn rất nhiều. Cơ chế hoạt động của cảm biến radar này đó là phát hiện chuyển động cực nhanh của con người trong vùng cảm biến từ 5 đến 8 mét 360 độ và không có điểm chết. Thiết bị sẽ bật sáng khi trời tối và sẽ tắt ngay từ 18 đến 25 giây thì không phát hiện chuyển động nữa. Sự xuất hiện của đèn LED cảm ứng chuyển động và ánh sáng Olmay trong ngôi nhà bạn sẽ khiến những công tắc truyền thống trở nên thừa thãi, mọi việc đều tự động hoàn toàn mà bạn không phải động tay vào. Sản phẩm thứ ba sẽ dành nhiều cho cái tủ quần áo nhà bạn, đó chính là đèn cảm ứng đa năng Wainia DL008. Đèn thông minh đa năng Mini Wainia DL008 có thể lắp đặt ở nhiều vị trí đặc biệt như là tủ quần áo, nhà vệ sinh, nơi các ngóc ngách nhỏ hẹp. Thiết bị có thiết kế hình chữ nhật, hơn 1/4 phần thân đèn là nơi đặt bóng chiếu sáng. Phần còn lại có một mắt cảm biến chuyển động và công tắc bật tắt các chế độ. Đèn này thì có thể sạc điện như một chiếc smartphone hay máy tính bảng thông thường. Đèn cảm ứng chuyển động Wainia DL008 là loại đèn đa năng với 3 chức năng, đó là on, off và auto. Bạn có thể tùy ý sử dụng tùy vào mục đích của bạn. Sản phẩm thứ tư mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là đuôi đèn điều khiển từ xa HMLHR01. Đây là thiết bị giúp biến cái bóng đèn thông thường nhà bạn trở thành một bóng đèn thông minh. Bạn có thể hoàn toàn chủ động bật tắt thiết bị chiếu sáng mà không cần đi đến các vị trí như là đặt công tắc. Đuôi đèn HMLHR01 sử dụng chuẩn đuôi E27 thông dụng, hỗ trợ tất cả những loại bóng đèn có chân xoáy vừa với đuôi đèn để sử dụng, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí để đầu tư cho hệ thống đèn thông minh trong gia đình bạn. Để sử dụng chiếc đuôi đèn thông minh này, bạn cần tháo bóng đèn cũ, lắp đuôi đèn thông minh vào để sử dụng. Với remote đi kèm, bạn có thể lắp đặt và thao tác nhấn on hoặc off để tắt hoặc mở đèn. Với cơ chế chống trùng mã, mỗi đuôi đèn điều khiển từ xa chỉ có thể sử dụng một remote nên bạn không cần quá lo lắng về hiện tượng điều khiển sẽ bị trùng lặp lẫn nhau. Ngoài ra, bạn vẫn có thể sử dụng công tắc bình thường để bật tắt chiếu sáng khi mà cần. Đây chính là thiết bị hỗ trợ đèn hữu ích nhất trên thị trường hiện nay. Và sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay cũng chính là một chiếc đuôi đèn nữa. Sản phẩm này có tên mã SL01. Đây là loại đuôi đèn thông minh cảm ứng chuyển động hồng ngoại thân nhiệt PPE-SL01. Nó có thể tự động bật đèn khi phát hiện chuyển động của con người và tắt đi nếu như không phát hiện chuyển động nữa. Đây là một thiết bị được thiết kế theo chuẩn đuôi xoáy E27, có thể biến mọi loại đèn thông thường như đèn LED, đèn compact hay là đèn sợi đốt thành một chiếc đèn thông minh. Đuôi đèn thông minh cảm ứng chuyển động SL01 thích hợp gắn vào tường hoặc là trần, hoặc là tại hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh hay các nơi công cộng mà bạn muốn. Với 5 sản phẩm thắp sáng mà mình vừa đưa cho các bạn, bao gồm có cả đèn và đuôi đèn nữa, thì chắc chắn ngôi nhà của bạn sẽ trở nên tự động và thông minh hơn rất là nhiều. Video xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.